Hello mọi người nha, xin chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình là Ngàn Nguyễn đây. Đầu tiên thì mình xin chúc mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ và tràn đầy năng lượng luôn nha. Thì clip ngày hôm nay mình sẽ đi nâng cấp Bicento lên 25% sát thương nha các bạn. Đó, mình mới phát hiện được là nâng cấp lên 25 sát thương luôn. Thì bình thường là nó rất là mạnh các bạn, 4.900 dam rồi nè, cái kia thì 3.900 dam. Cái chiêu 1 thì 3.900 dam, cái chiêu 2 thì 4.900 dam các bạn. Nó đam nó cũng khá là cao rồi đó, nhưng mà có thể nâng cấp lên 25% nữa, mình thấy rất là xịn luôn, cho nên mình sẽ ra đây mình nâng cấp nha các bạn. Đó, cái chỗ mới vừa qua xe 2 là mấy bạn sẽ ở đây nè. Đó, bấm vô chữ kiếm và nâng cấp nó, thì cái nguyên liệu này mình đã có hết trơn rồi, cho nên là mình cũng không có nhớ là mình lấy ở đâu nữa. Mình làm nhiệm vụ từ cấp nhỏ đến cấp lớn tự động nó có các bạn. Đó, mình lắp ráp xong rồi đấy. Thì bây giờ mình sẽ ra mình test thử coi cái sát thương khủng cỡ nào nha. Đấy, mày hết máu rồi test cũng không biết đâu. Ủa, nãy mình quên thường xem bao nhiêu đam đó ta. Giờ được 3.000 đam là cũng khá là mạnh á. Cái đậu xe bắn đâu trên trời vậy. Thôi bây giờ mình sẽ test cái chiêu 2 trước nha. Đây, chiêu 2 được nhiêu đam đây? Đu, 5.000 mấy đam luôn các bạn. Đậu xanh xịn vậy. Đậu phỏng cái chiêu 1 này tôi bấm sao đó ta. Từ nha. Cái chiêu 2 5.500 đam luôn các bạn. Trời ơi, quýnh chiêu này sốc đam ta chết. Đây nè, 5.553 đam luôn. Ý là cái thông thạo của mình mới có 159 thôi nha bạn, chưa có má thông thạo đâu nha. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ test cái chiêu 1 cái coi. Hồi nãy là 3.900 đúng không? Để tôi nhắm chính xác, tôi bắn cái coi. 3.900 đúng không? Bây giờ là bao nhiêu? 4.900 nữa. Đu, có lý à. Vì là hai cái chiêu này không là đâu 10.000 mấy đam rồi đó các bạn. Hồi ôi, thêm cái chiêu melee một phát nữa là tới một chuyện luôn. Nó 5.500 đam, quá là xịn các bạn. Thì không biết sao mà mấy bạn cứ kêu cái kiếm sao be là đam xịn hơn ta. Tôi thấy cái cây này đam mới xịn nè. Nó thấy cái cây này đam 5.000 mấy luôn á, mấy cái kiếm sao be có 4.000 mấy là cao nhất rồi. Mặc dù mình đã nâng lên 15% sát thương luôn á. Nhưng mà thấy cây này là quá trời xịn luôn các bạn ơi, đam to quá trời luôn. Kết hợp với cái melee này nữa là cũng ngầu vãi. Từ nha, tôi sẽ đổi qua kia Bicento tôi quýnh lại nha. Phá gió nè. Chơi chiêu cuối này nè, đổi qua đây. Quất cái chiêu này cái nữa, lụm liền các bạn. Combo ghê chưa. Để làm lại combo cho các bạn xem nè. Chơi chiêu này luôn á, chiêu 1 xong rồi chiêu 2 luôn ha. Combo của melee các bạn. 4.500 xong rồi quất cái chiêu phá gió này. Chú. Nói chung mấy con quái này nó cũng khá là yếu, cho nên là chơi chiêu nó cũng không biết được hết đam các bạn. Để tôi chút đi bữa nào tôi đi kiếm boss tôi quýnh thử coi đam nó xịn không nha. Đó, tôi thấy chiêu 1 4.900 là thấy quá trời ngầu rồi đấy. Chiêu 2 thêm 5.500 nữa bạn. Nè, quýnh nguyên combo nè. Chiêu 1 nè, chiêu 2 nè. Đâu, chiêu 1 chiêu 2 lụm con luôn các bạn. Thì mình thấy là cái cây Bicento này là khi mà mình thức tỉnh lên V2 cũng như là mình nâng thêm 25% sát thương đó, thì mình thấy nó rất là mạnh luôn nha. Bạn nào mà đã thức tỉnh với hai rồi thì nên xài thử nha các bạn. Ok, thì clip mình đây là hết rồi. Mình xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo nha. Bye.